Vú sớp chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ khui cái kiện áo khoác, dù và phao mỏng. Lần đầu tiên khui kiện này nè. Để bấm coi nó có ra được cái gì siêu phẩm hay gì không nha. Ok. Rồi siêu âm luôn rồi mọi người ơi, chứ siêu phẩm gì nữa. Ê khoan. Gung 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 phao nghe, dày nha, phao nút nhìn đẹp ghê, rất là ấm chưa. Mấy bạn nào mà đi đánh cầu lông mà mùa đông á lạnh á là mình dứt con này được nha, giòn nét. Đó, lông nè, thấy không, form dài, mình ba mình đập, nhớ lăn nách nha, mặc con này ở Tây Ninh phải lăn nách trước khi đi đánh cầu lông nha. Một con khoác outdoor vintage, Benfield, phao nha, không cần hiệu gì hết, tiếng hồng, đẹp, siêu lông lá nha. Bạn nào thích lông nhiều thì có lông. Siêu ấm luôn á. Bông bông nhung cho mấy người đẹp. Form đẹp nè. Này form đẹp. Bông bơ nữ nha. Nhung. Đây. Con này cũng đẹp mà. Màu rất là đàn ông. Phao của Uniqlo. Lúc. Đây. Rồi quay chưa? Quay rồi. Đây cái hiệu tát đẹp ghê không? Này mấy bạn đi chơi du lịch đi xa nó chuẩn bị bắt đầu tháng 10 đổ tới tháng 12 là mùa lạnh nè. Mặc mấy con này đi chơi là hợp lý. Rồi, phao nhẹ nè, lông nè. Nữ. Rồi ngay nè. Uniqlo. Con lông. Con bự á. Phao á. Dày á. Đẹp. Rồi. Bơ bơ nha. Tay. Áo đồng giá 180 nha. Cả nhà ghé vú shop săn đồ nha. Bye bye.